Xin chào các bạn học sinh lớp 9. Giờ trước thì giáo hướng dẫn chúng ta bài căn thức bậc 2 và hàng đẳng thức căn bậc 2 của A bình bằng trị đối của A. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta vận dụng các kiến thức đó để giải các bài tập ở trong sách giáo khoa. Trước tiên để giải bài tập số 9 thì chúng ta thấy ngay chúng ta phải sử dụng đến công thức mà chúng ta đã học. Đó chính là gì đây? Là căn bậc 2 của A bình bằng giá trị tuyệt đối của A. Sau đó sẽ xảy ra trường hợp nếu như A lớn bằng 0 thì giá trị đối A sẽ bằng A. Và trường thứ hai, giá trị đối A sẽ bằng âm A nếu như A có giá trị âm. Đây là lý thuyết đã học giờ trước. Chúng ta sẽ vận dụng vào cái bài tập số 9 này. Thì thường đã lấy ví dụ thực tế là gì? Chúng ta phải nhớ rằng là trong bệnh viện này có một người đang cầm thẻ. Thì chúng ta sẽ thu thẻ lại và đưa người đó ra phòng khám. Nếu người đó không có bệnh tật gì thì chúng ta đưa cho người đó về. Nếu người đó bị bệnh nặng hoặc chết, thời quy ước âm là chết, thì chúng ta cho một liều thuốc cải tử hoàn sinh. Thì chúng ta sẽ giải quyết được bài toán. Chúng ta bắt đầu giải quyết câu thứ nhất, đó là câu A. Ta có là căn bậc 2 của x bình thì bằng 7. Ở đây ta thấy này, trong bệnh viện có một người đang cầm thẻ. Vậy chúng ta thu thẻ lại và đưa ra phòng khám giá trị đối bằng 7. Giá trị đối của x bằng 7 thì x sẽ bằng cộng trừ 7. Cái này chúng ta đã học từ lớp 7 rồi. Và chúng ta kết luận là xong phần thứ nhất. Vậy x sẽ bằng cộng trừ 7. Tiếp tục phần thứ hai là phần B. Là căn bậc 2 của x bình phương thì bằng giá trị đối của âm 8. Thế là một số bạn ở phần này chúng ta thấy khó khăn. Lý do là chúng ta thấy bên vế này nó có trị đối của âm 8. Thì thực ra không có gì khó khăn cả. Chúng ta hãy tính giá trị đối của âm 8 thì nó bằng 8. Thế còn bên này là gì? Trong viện này có người đang cầm thẻ thì chúng ta cứ thực hiện đúng quy tắc thôi. Đó là thu thẻ lại, tức là bỏ số 2 đi và đưa ra giá trị đối sẽ bằng 8. Và từ đây thì ta thấy ngay x sẽ bằng là cộng trừ 8. Từ đó ta kết luận vậy x sẽ bằng cộng trừ 8. Câu C. Căn bậc 2 của 4x bình bằng 6. Thì đây là một bài mà rất dễ bị nhầm lẫn. Nhiều bạn chúng ta sẽ tương đương ngay với trị đối của 4x thì không đúng. Chúng ta nhớ là gì? Là trong bệnh viện có một người đang cầm thẻ. Nhưng nhớ rằng là trong trường hợp xét ở đây thì chỉ có một người thôi chứ không được có tích này. Do vậy chúng ta phải đưa được dạng về thành bình phương của một biểu thức. Thì dễ dàng thấy 4x bình phương ta viết thành là 2x tất cả bình phương bằng 6. Từ đó theo công thức thì căn của A bình bằng trị đối của A. Sau đó chúng ta sẽ bằng trị đối của 2x bằng 6. Từ đây chúng ta sẽ được là 2x sẽ bằng bao nhiêu đây? Bằng cộng trừ 6. Và giải được là x bằng cộng trừ 3. Từ đó chúng ta kết luận. Vậy x bằng cộng trừ 3. Lưu ý rằng nếu như bài này mà đề bài yêu cầu là giải phương trình thì chúng ta phải kết luận là vậy phương trình đã cho có nghiệm nào thì mới được nhé. Ta xét phần D. Căn của 9x bình phương bằng trị đối của âm 12. Thì hoàn toàn tương tự, chúng ta viết được thành cái gì? Ta viết thành căn của 3x tất cả bình sẽ bằng 12. Do vậy sẽ tương đương với giá trị đối của 3x sẽ bằng 12. Từ đây sẽ được là 3x bằng cộng trừ 12. Do đó x sẽ bằng cộng trừ 4. Do đó ta kết luận vậy x bằng cộng trừ 4. Như vậy là sử dụng hai phương thức căn của A bình bằng giá trị đối của A thì chúng ta đã giải quyết xong được cái bài toán trên. Chúng ta xét bài tập số 10. Phần A, chứng minh căn
3 trừ 1 tất cả bình phương bằng 4 trừ 2 căn 3. Thế thì ở đây chúng ta chứng minh một đẳng thức. Thì nhớ rằng là chứng minh một đẳng thức chúng ta có những cách sau đây. Cách nhất là chứng minh vế trái thành vế phải. Thứ hai là biến đổi vế phải thành vế trái. Và thứ ba là biến đổi cả vế phải vế trái thành một cái biểu thức trung gian. Thì trong bài này chúng ta có thể sử dụng hai cách đầu một cách dễ dàng. Nếu như ví dụ ta có thể biến đổi như sau này, ta có vế trái của một bằng, ở đây chúng ta có này, đây chính là a trừ b tất cả bình phương, như vậy sẽ bằng a bình tức là căn a căn 3 bình phương trừ đi 2 nhân với căn 3 nhân với 1 cộng với 1 bình theo hằng thức số 2. Chúng ta nhớ rằng là căn của a tất cả bình thì bằng a, do vậy căn 3 tất cả bình sẽ bằng 3 trừ đi 2 nhân 1 thì bằng 2, như vậy được 2 căn 3 cộng với 1 bình là 1. Do vậy sẽ được 3 cộng 1 bằng 4 trừ đi 2 căn 3. Và ở đây 4 trừ 2 3 chính là vế phải của 1. Do vậy chúng ta kết luận. Vậy đẳng thức 1 được chứng minh. Hoặc là chúng ta viết lại cái đẳng thức số 1 cũng được. Và áp dụng điều này vào phần B thì chúng ta sẽ giải quyết được dễ dàng. Thì ta có phần B, ta có ta biến đổi từ vế trái sang vế phải, ta có 4 trừ 2 căn 3 khai phương trừ đi căn 3 thì bằng cái gì? Theo chứng minh trên thì chúng ta có 4 trừ 2 căn 3 sẽ bằng căn 3 trừ 1 tất cả bình. Do vậy cái này ta sẽ đổi thành là căn 3 trừ 1 tất cả bình phương trừ đi căn 3. Từ đây chúng ta thấy này, trong bệnh viện có một người đang cầm thẻ. Vậy chúng ta sẽ thu thẻ lại và đưa ra phòng khám giá trị tuyệt đối. Đúng chưa nào? Từ đó trừ căn 3. Sau khi ra phòng khám rồi, chúng ta phải xét xem người này có bệnh không. Nếu người đó không có bệnh tật gì, khỏe mạnh, chúng ta cho về. Thì ta thấy căn 3 trừ 1 là một số dương. Do vậy, chúng ta sẽ giữ nguyên căn 3 trừ 1 trừ đi căn 3. Và ta thấy căn 3 trừ căn 3 là hết. Do đó chúng ta được bằng trừ 1. Và đây chính là điều phải chứng minh. Từ đó chúng ta kết luận. Vậy căn của 4 trừ 2 căn 3 trừ đi căn 3 sẽ bằng 1. Một câu hỏi đặt ra đối với nhiều bạn là nếu như nó không có phần A thì chúng ta làm thế nào để đưa cái này thành bình phương của một biểu thức? Thì chúng ta có một cách rất hay sử dụng máy tính để biến đổi điều này. Chúng ta hãy xem video của thầy, đó là sử dụng máy tính cầm tay để rút gọn biểu thức chứa căn thức. Trong cái danh sách phát là sử dụng máy tính cầm tay để giải toán. Chúng ta tiếp tục với bài tập số 11. Thực hiện phép tính. A là căn 16 nhân với căn 25 cộng với căn 196 chia cho căn 49. Thì thầy lưu ý chúng ta như sau. Đối với các bài phép tính, các biểu thức mà chúng ta có cộng trừ nhân chia lũy thừa thì chúng ta biết rồi, chúng ta thực hiện lũy thừa trước, sau đó đến nhân chia, sau đó đến cộng trừ. Thế thì đối với những bài có dốc căn thì chúng ta thực hiện cho thầy là căn bằng 2 trước, sau đó đến nhân chia và đến cộng trừ. Chúng ta thực hiện phép khai phương. Phép khai phương là phép tính ngược của phép tính lũy thừa bình phương. Và người ta quy ước phép tính này cũng được thực hiện trước so với nhân chia. Do vậy đây ta sẽ thực hiện nhé. Khai phương số 16 thì được 4 này. Khai phương số 25 được 5. Cộng với khai phương số 196 sẽ được 14. Chúng ta thể sử dụng máy tính để tìm ra kết quả nhé. Khai phương 49 thì được 7. Đến đây thì còn phép nhân, phép cộng, phép chia. Vậy ta thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau. Do vậy được kết quả là 20 cộng với 2 và bằng 22.
Phần A chúng ta hoàn thành. Phần B, 36 chia cho căn bậc 2 của 2 nhân 3 bình nhân với 18 trừ đi căn bậc 2 của 169. Ở phần B này thì trước tiên chúng ta sẽ phải thực hiện phép khai phương trước. Và chúng ta có thể thực hiện bằng máy tính. 2 nhân 3 bình nhân 18 thì chính là bằng 324. Hoặc cách thứ hai chúng ta cũng có thể thực hiện. Đó là 2 nhân 3 bình thì nó chính là bằng 18. 18 nhân 18 như vậy ở đây sẽ bằng là 18 bình phương. Trừ đi căn 169 thì chúng ta tính được bằng 13. Từ đây ta sẽ được 36 chia cho trị đối của 18 trừ đi 13 và sẽ được 36 chia cho 18 trừ 13. Đến đây còn phép chia với phép trừ ta thực hiện chia trước. 36 chia 18 được 2 trừ đi 13 và như vậy cuối cùng sẽ được kết quả là âm 11. Chúng ta có thể sử dụng máy tính để kiểm tra kết quả. Vậy sau khi ấn máy tính, chúng ta thấy kết quả bằng âm 11. Như vậy là đúng. Ta xét phần C. Là căn bậc 2 của căn bậc 2 của 81. Thì cái này ta thấy là chúng ta phải thực hiện từ trong ra ngoài. Ý nhé, nếu căn chồng nhau, chúng ta thực hiện cho thầy từ trong ra ngoài. Như vậy đầu tiên, cái căn ngoài giữ nguyên. Tính căn của 81 thì bằng 9. Và tiếp tục tính căn của 9 thì bằng 3. Như vậy là xong. Phần D là căn của 3 bình cộng với 4 bình. Thì rất nhiều bạn chúng ta trong phần này sai. Là chúng ta bằng là trị đối của 3 cộng trị đối của 4 thì hoàn toàn sai. Chúng ta nhớ rằng là không có công thức như vậy. Ở đây chúng ta phải thực hiện tính toán. 3 bình phương thì bằng 9, 4 bình phương thì bằng 16. Do đó phần này sẽ bằng căn của 25 và bằng 5. Và sau khi xong thì tất cả phần chúng ta nên sử dụng máy tính để kiểm tra kết quả nhé. Chúng ta phải luôn coi máy tính là người bạn thân thiết của mình để đảm bảo trong quá trình làm bài chúng ta không bị sai. Bài số 12, tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa. Thì trước tiên chúng ta sẽ ôn lại một chút lý thuyết của giờ trước. Ta có này, căn bậc 2 của biểu thức A thì ta gọi là căn thức bậc 2. A gọi là biểu thức lấy căn hoặc biểu thức dưới dấu căn. Và cái căn thức bậc 2 này có nghĩa khi nào? Thì nhớ rằng là khi và chỉ khi biểu thức A lấy giá trị là không âm. Áp dụng vào bài tập này thì chúng ta dễ dàng giải được các phần. Phần thứ nhất, phần A. Ta có là gì? Là căn của 2x cộng 7 có nghĩa khi nào? Khi và chỉ khi 2x cộng 7 lớn bằng 0. Chú ý nhớ rằng là nhiều bạn chúng ta bị sai chỗ nào? Là chúng ta lại tương đương với này căn của 2x cộng 7 lớn bằng 0 thì là hoàn toàn sai nhé. Tức là cái biểu thức ở trong dấu căn lớn bằng 0 chứ không phải cả cái căn này lớn bằng 0. Từ đây chúng ta giải này, chuyển vế sẽ được 2x lớn bằng âm dương 7 chuyển sang là âm 7. Vậy từ đây ta sẽ được là x lớn bằng trừ 7 phần 2. Từ đó ta kết luận vậy x lớn bằng âm 7 phần 2 thì cái biểu thức là căn của 2 cộng 7 có nghĩa. Đấu viết tắt nha. Tiếp tục phần B. Tương tự như vậy thì chúng ta có căn của trừ 3x cộng 4 có nghĩa khi nào? Khi và chỉ khi trừ 3x cộng 4 lớn hơn hoặc bằng 0. Nhớ là lớn hơn bằng 0 nhé. Một số bạn lại cho lớn hẳn hơn 0 thì cũng không đúng. Từ đây ta có là trừ 3x lớn bằng trừ 4 và chia hai vế của bất đồng trình cho âm 3 thì chúng ta được x nhỏ hơn bằng 4 phần 3. Nhớ rằng là khi chia cả hai vế của bất đồng trình cho một số âm thì chúng ta phải đổi chiều bất phương trình. Và từ đó chúng ta kết luận là vậy x nhỏ hơn bằng 4 phần 3.
thì cái biểu thức là căn của trừ 3x cộng 4 có nghĩa phần C căn bậc 2 của 1 trên âm 1 cộng x có nghĩa khi nào? Thì khi và chỉ khi 1 chia cho âm 1 cộng x sẽ lớn bằng 0. Và đến đây ta tương đương với gì? Đây là một phân thức tử đã là số dương. Vậy muốn cái phân thức này không âm thì ta phải có mẫu cũng là số dương. Trừ 1 cộng x sẽ lớn hơn 0. Nhớ là không có bằng 0, bởi vì nếu như bằng 0 thì cái mẫu này bằng 0 thì không được. Do vậy lớn hẳn 0. Và chuyển vế thì ta được là x sẽ lớn hơn âm 1 chuyển sang đây đổi dấu thành dương 1. Từ đây ta kết luận vậy x lớn 1 thì cái biểu thức căn của 1 trên trừ 1 cộng x có nghĩa phần D căn của 1 cộng x tất cả bình phương có nghĩa khi nào? Thì chúng ta chỉ việc áp dụng cái nội dung lý thuyết thôi. Khi và chỉ khi 1 cộng với x bình lớn hơn bằng 0 tương đương với x bình lớn bằng âm 1. Điều này là luôn đúng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có là x bình thì luôn luôn lớn bằng 0 và đương nhiên do đó lớn hơn bằng âm 1. Hoặc có bạn cũng ghi luôn đúng ngay ở dòng trên này cũng được, không sao cả. Bởi vì ta có x bình lớn bằng 0 nên 1 có x bình lớn hơn bằng 1 và lớn bằng 1 thì đương nhiên là lớn bằng 0. Do vậy luôn đúng. Và từ đó ta kết luận là vậy với mọi x thì biểu thức căn của 1 cộng x bình có nghĩa bài số 13 rút gọn các biểu thức sau. Thì để rút gọn biểu thức này thì chúng ta lại phải quay lại cái hằng thức của chúng ta là căn bậc 2 của A bình thì bằng giá trị đối với A và bằng A nếu A lớn bằng 0 và trừ A nếu A nhỏ hơn 0. Về đây chúng ta có phần A sẽ bằng cái gì? Bằng 2 này. Ở đây căn của A bình thì sẽ bằng giá trị đối của A trừ đi 5A. Đến đây do điều kiện A nhỏ hơn 0 vậy thì trị đối của A sẽ bằng âm A. Do vậy sẽ bằng 2 nhân với âm A trừ đi 5A. Và sẽ bằng trừ 2A trừ 5A. Và được kết quả là âm 7A. Tiếp theo chúng ta sẽ làm phần B là căn của 25 A bình phương cộng với 3A với A lớn bằng 0. Thì chúng ta nghĩ rằng ở các phần trên thì nhắc rồi là chúng ta phải có là căn của A bình phương chứ không được có một số nhân với bình phương. Do vậy chúng ta phải viết được thành là căn của một cái biểu thức nào đó bình phương. Và dễ dàng thấy rằng 25 A bình thì bằng 5A tất cả bình phương cộng với 3A. Nhớ rằng các thành phần ở ngoài nó không ảnh hưởng gì bởi cái quá trình biến đổi mình nhé, cũng như điều kiện. Ở đây trong viện này có một người này, đang cầm thẻ này, thì chúng ta thu thẻ lại và đưa người này ra phòng khám cộng với 3A. Do A lớn bằng 0 nên 5A lớn bằng 0. Do vậy tức là người này khỏe mạnh. Khỏe mạnh thì chúng ta cho người này về. Nhớ là không cấp thuốc nhé. Vậy được 5A cộng 3A và sẽ được là 8A. Phần C là căn của 9A mũ 4 cộng với 3A bình phương. Và trong phần này thì không có điều kiện gì cả. Thì nhớ rằng công thức chúng ta bao giờ cũng phải nhớ này gì? Trong bệnh viện có một người, nhớ là chỉ một thôi nhé. Chứ còn nếu như ta có A mũ 4 mà lại 9 nhân vào thì không được rồi, không đúng dạng hằng thức. Đang cầm thẻ và nhớ thầy quy ước là thẻ tức là cái dấu bình phương. Do vậy chúng ta phải biến đổi được cái này thành cái gì? Một cái biểu thức nào đó bình phương. Còn ở bên ngoài thì không ảnh hưởng gì cả. Và dễ dàng thấy là 9 thì 9 là bằng 3 bình phương. A mũ 4 thì 9 là bằng A mũ 2 tất cả bình. Đến đây đảm bảo tiêu chuẩn rồi. Trong viện có một người đang cầm thẻ. Vậy ta thu cái thẻ này lại và đưa ra phòng khám
Như vậy sẽ bằng chi đối của 3 bình cộng 3 bình. Tuy nhiên, chúng ta thấy ngay là 3 bình thì luôn lớn bằng 0 với mọi giá trị của A. Do vậy, tức là A lớn bằng 0 thì chi đối A sẽ bằng A. Do vậy ở đây sẽ bằng 3A bình phương cộng 3 bình phương và sẽ bằng là 6A bình phương. Phần D, 5 nhân với 4A mũ 6 trừ 3A mũ 3 với điều kiện ở đây là A nhỏ hơn 0. Như vậy bài này lại cho điều kiện, có mỗi phần C là không điều kiện thôi. Như vậy sẽ bằng gì? Bằng 5 này nhân với căn bậc 2 của, chúng ta cũng phải viết cái này thành bình phương của biểu thức nào đó. Dễ dàng thấy 4 thì viết thành 2 bình, A mũ 6 thì viết thành A mũ 3, tất cả bình phương trừ đi 3 mũ 3. Do vậy sẽ bằng 5 nhân với gì đây? Trị đối của 2A mũ 3. Nhớ nhá, khi đưa từ căn ra trị đối thì chúng ta mất cái bình phương đi nhá. Trừ đi 3 mũ 3. Đến đây do A nhỏ hơn 0. Thế nào? Cho nên dẫn đến là A mũ 3 cũng nhỏ hơn 0. Vậy thì 2 nhân A mũ 3 cũng nhỏ hơn 0. Vậy trị đối của 2A mũ 3 sẽ bằng âm 2A mũ 3. Chúng ta nhớ luôn luôn phải soi điều kiện nhé. Trừ 3A mũ 3. Từ đây sẽ được là âm 10A mũ 3 trừ 3A mũ 3 và bằng âm 13A mũ 3. Đấy, như vậy chúng ta đã giải quyết xong. Bài tập số 14, phân tích thành nhân tử 4 cái đa thức này. Thì chúng ta nhớ rằng chúng ta phải nhớ lại cái định nghĩa căn bậc 2 số học của một số. Căn bậc 2 số học của một số A bằng x khi và chỉ khi x lớn bằng 0. Đấy, điều kiện là x lớn bằng 0. Và x bình phương bằng căn A, tất cả bình phương bằng A. Và chúng ta quan tâm cho thầy cái này. Đó là căn của A, tất cả bình phương thì bằng A. Như vậy là mọi số đều có thể viết, nếu số này không âm, đều viết được bằng thành bình phương của một số. Thì nó ví dụ như 9 thì ta viết thành căn của 9, tất cả bình. Hoặc 3 thì ta viết thành căn của 3, tất cả bình. 0 thì bằng căn 0, tất cả bình. Từ đây chúng ta sẽ áp dụng để giải quyết bài tập số 14 một cách dễ dàng. Ta có phần A nhé. Ta có x bình phương trừ đi 3. Thì chúng ta thấy ngay đây chính là có dạng hằng thức số 3. Như vậy ta sẽ biết được thành là gì? Là x bình trừ đi 3 thì bằng căn 3, tất cả bình. Do vậy chúng ta có bằng x trừ căn 3 nhân với x cộng căn 3 theo hằng thức số 3 là xong. Phần B, x bình phương trừ đi 6. Vậy ta viết thành x bình trừ đi 6 thì sẽ biết được căn 6, tất cả bình. Do vậy sẽ thành x trừ căn 6 nhân với x cộng căn 6. Phần C, x bình phương cộng với 2 căn 3 x cộng với 3. Thì ở đây chúng ta thấy ngay đa thức này có dạng hằng đẳng thức số 1. Do vậy sẽ có dạng là A bình cộng 2AB cộng B bình. Do vậy mình viết được thành là x bình cộng với 2 nhân x nhân với căn 3 và cộng với căn 3 tất cả bình phương. Và căn 3 tất cả bình phương thì chính là bằng 3. Vậy đúng rồi. Do vậy cái này viết được thành là x cộng với căn 3 tất cả bình phương. Phần D, x bình phương trừ 2 căn 5 x cộng 5. Thì biểu thức này có dạng hằng đẳng thức số 2. Do vậy ta biến đổi theo hằng thức số 2 bằng x bình trừ đi 2 nhân với x nhân với căn 5. Đương nhiên là cái đuôi phải cộng với căn 5 tất cả bình. Và căn 5 tất cả bình chính là bằng 5. Vậy đúng rồi. Do vậy ta viết thành là x trừ đi căn 5 tất cả bình phương. Vậy là nhờ sử dụng cái chỗ là căn A tất cả bình phương thì bằng A, chúng ta sẽ giải quyết được bài toán. Và nhớ rằng là mỗi số đều có thể viết thành bình phương của một số.
với điều kiện cái số đó phải không âm rồi. Đấy, tôi lý như vậy để áp dụng vào làm nhiều dạng bài tập khác sau này. Ứng dụng nội dung trên thì chúng ta có thể giải quyết được rất nhiều bài toán. Ví dụ như dạng toán rút gọn hay dạng toán giải công trình như bài tập số 15. Chúng ta sẽ giải bài phần A như sau. Ta có x bình trừ đi 5 bằng 0. Vậy thì ta sẽ phân tích hình nhân tử. Ta được là x bình trừ đi căn 5 tất cả bình phương bằng 0. Đó tương đương với x trừ đi căn 5 nhân với x cộng với căn 5 bằng 0. Ta đã biết một tích a nhân b bằng 0. Đây, a nhân b bằng 0. Khi chỉ khi hoặc là a bằng 0 hoặc là b bằng 0. Do vậy ở đây sẽ được phân tích thành là x trừ đi căn 5 bằng 0 hoặc là x cộng căn 5 bằng 0. Do đó tương đương với x sẽ bằng gì đây? Chuyển vế sẽ bằng là căn 5 hoặc là x bằng âm căn 5. Từ đó mình kết luận thế nào? Thì nhớ rằng đây là giải phương trình, vì vậy chúng ta kết luận là vậy. Phương trình đã cho có nghiệm là x bằng căn 5 và x bằng trừ căn 5. Hoặc cũng có bạn viết gộp thành là x bằng cộng trừ căn 5 thì cũng hoàn toàn là đúng. Ta xét phần B. X bình trừ 2 căn 11x cộng 11 bằng 0. Thì vế trái của công trình này có dạng của hằng thức số 2. Do vậy chúng ta sẽ biến đổi giống trên. Ta sẽ bằng x bình này trừ đi 2 nhân với x nhân với căn 11 cộng với căn của 11 tất cả bình phương bằng 0. Điều này sẽ tương đương gì? Sẽ tương đương x trừ đi căn 11 bình phương bằng 0. Ta đã biết là a bình phương bằng 0 thì tương đương với gì? Tương đương với a bằng 0. Do vậy ở đây sẽ tương đương với x trừ đi căn 11 bằng 0. Do đó được x bằng căn 11. Và từ đây chúng ta kết luận vậy. Phương trình đã cho có nghiệm là x bằng căn 11. Và để vận dụng những kiến thức chúng ta đã học trong tiết học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm cho thầy các bài tập từ 11 đến 15. Chúc chúng ta thành công trong học tập và thi cử. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các buổi dạy tiếp theo.